Hoàng Anh hết. Đây một mớ đây. Bác Cường đây. Kinh khủng. Sắp tới tí, chỗ này hơi tối. Má hư cái áo em rồi anh Cường ơi. Áo đi làm á. Còn áo anh Cường kia. Anh Cường lấy quần cột hai ống lại. Mày đi lên trên đi. Tự nhiên cầm cái bọc kia hơi xấu này. Mày cầm cái này nè, đưa cái bọc đây. Cầm mớ này. Còn tay qua. Đúng rồi. Đi đi. Quay lên đây. Anh Cường biết đường không vậy? Đúng rồi. Đi thế này mà đi lên đồi đúng chất chứ. Đúng chất nhà vườn chứ. Sánh luôn con chó về. Sánh luôn con chó về. Tới đi. Trời con nó run kìa. Mích. Đổi áo đi. Mát thành quả đây. Đây là thành quả đây. Nó cái áo người ta gọi là thôi. Tạm dừng là. Chơi nào.